cho được cái chương trình tour và cái ra Cù Lao chúng ta sẽ ăn cái gì và chúng ta sẽ được chơi cái gì gia đình nhé. Thì trước tiên chúng ta sẽ đi một đoạn đường khoảng 20 cây số nữa, chỉ cần trong đầu tiên của chúng ta là cảng cửa đại. Tại đây gia đình chúng ta sẽ nhận giúp em mỗi người một chai nước và một chiếc vé, người lớn mới có vé còn em nhỏ thì có vé gia đình nhé. Vé đây là vé xóm quan trọng thôi, chúng ta không có gọi là cái gì quan trọng đấy, chúng ta quan trọng là đi thôi. Thank you.
Thank you.
gọi là chùa gì? À, một cái là Trịnh Xá Ngọc Thiền, còn một cái chùa là cái chùa đó là Hải Tạng. Đây là cái Trịnh Xá Ngọc Thiền đi. Là ở đây có mấy nghệ nhân á, là người ta lấy những cái vỏ bỏ cái thân đi, lấy cái vỏ ngâm vào trong rừng suối chảy ngược ấy, 10 đến 15 ngày, phơi nắng 3 ngày nữa,
bắt đầu tập ra lấy cái lõi ở trong cái bóng này, người ta kết nối lại với nhau, đang thành một cái bóng. Kỳ công của bà cụ bà đang cái bóng mới xong á là phải 3 đến 4 tháng mới xong cái bóng đó. Nhưng mà với giá thành của cái bóng á là nó mất đi là 4 đến 5 triệu, 6, 7 triệu cũng có. Rồi mình xuống đây nè. Rồi bố xuống đây, bố cũng quay đi. Đúng đây thì nó cũng tay mua đồng, nó đẹp thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.